Quý vị phải đối xử hiếu thảo, kính cẩn và yêu thương cha mẹ. Dạ, thưa sư phụ. Điều đó có trong Kinh Thánh và Đức Phật cũng nói vậy. Nếu làm tổn thương cha mẹ, đó là một trong các tội nặng nhất mà quý vị có thể phạm phải và sẽ bị đọa địa ngục vô gián, nghĩa là không được tạm gián đoạn. Đây là địa ngục vô cùng kinh khủng, khổ sở, đau đớn, luôn luôn bị trừng phạt mà không giây phút nào được tạm ngơi nghỉ. Như quý vị thấy địa ngục nghiền nát, nơi những người ăn thịt phải đi xuống để bị nghiền. Dạ, thưa sư phụ, máy xay sẽ hạ xuống giống như máy nghiền thịt trên trần gian. Họ sẽ nghiền quý vị bằng máy đó. Nhưng ít ra, chỉ 3 đến 5 lần mỗi ngày, tùy theo số lượng thịt mình đã ăn và cũng tùy theo mình có thái độ yêu thương hay không. Nhưng có thể tạm nghỉ ở giữa. Nhưng trong địa ngục vô gián thì không được tạm nghỉ gì hết. Ôi chao, bất cứ hình phạt gì phải liên tục chịu đựng. Ôi chao, và không ai nghe quý vị, không ai có thể giúp quý vị vì không nhớ một điều gì về cha mẹ, minh sư, Đức Phật, Chúa Giêsu, không ai hết. Ôi chao, quý vị không nhớ gì cả vì sự đau đớn không bao giờ ngừng. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị không còn tâm trí, không còn đầu óc nào mà suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Ôi chao, người thế gian, họ không biết gì về mấy điều này. Bất kể tất cả các minh sư đã nói gì với họ, họ không tin, không lắng nghe, bởi vì cuộc sống của họ cứ tiếp tục theo cách trần thế, và rồi họ bận rộn, hoặc họ không tin, hoặc họ làm ngơ, hoặc họ không thể thay đổi vì thói quen. Dạ, thưa sư phụ, họ không biết những gì đang chờ họ. Tôi thật sự, thật sự cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ về điều đó. Những gì đang chờ con người ở địa ngục. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì thân người che hết mọi thứ, nên họ khó nhận ra bất cứ gì từ thiên đàng và địa ngục. Thân người cũng là để bảo vệ họ, nhưng cũng là một trở ngại. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng thân người là phương tiện tốt nếu quý vị muốn tu hành để trở về thiên đàng, được khai ngộ và từ bi này nọ. Nhưng đó cũng là một trở ngại. Và trở ngại lớn hơn nữa, nếu mình vô minh, nếu mình không tu hành. Ý nói thật sự khai ngộ. Khai ngộ nghĩa là quý vị có ánh sáng thiên đàng nội tại, phải thấy ánh sáng thiên đàng nội tại bên trong mình. Thành ra mới được gọi là khai ngộ, khai sáng. Dạ, sư phụ, không chỉ là từ ngữ thôi, mà là chứng thực cho điều gì đó, thức tỉnh bên trong. Nhưng quý vị phải nhận ra điều đó. Thành ra chỉ có chân sư mới có thể giúp quý vị nhìn thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Dạ, sư phụ, và lúc tâm ấn quý vị thấy ánh sáng. Và sau đó, thấy mỗi ngày hoặc thường xuyên. Thường xuyên nếu có thể tập trung. Dạ, thưa sư phụ, cho dù đôi khi không tập trung, minh sư cũng giúp quý vị thấy ánh sáng lóe lên đây đó. Dạ. Và quý vị nói, hả? Mình không tập trung, sao lại có cái này cái kia? Dạ, thưa sư phụ, quý vị không bao giờ biết, vì vậy chỉ cần phải tinh tấn ngồi đó và cố gắng hết sức tập trung, hết sức mình và rồi, lực lượng minh sư sẽ giúp quý vị. Dạ, thưa sư phụ, chỉ ngồi chờ như cửa hàng mà mình mở, cho dù không có khách, quý vị vẫn phải mở và ngồi đó chờ. Dạ, thưa sư phụ, quý vị không bao giờ biết khi nào khách hàng sẽ đến. Đúng vậy, thưa sư phụ, dạ đúng ạ. Lực lượng Thượng Đế cũng vậy, như thế đó. Quý vị phải chờ, phải dành thời gian cho việc đó. Và rồi Thượng Đế sẽ đến với dạng ánh sáng, âm thanh, thiên đàng nội tại, linh ảnh, hỷ lạc, hạnh phúc, bình an. Dạ, thưa sư phụ, nhân tiện tôi nhắc quý vị nhớ điều đó. Nhắc mọi người nhớ điều đó. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Ngay cả những người gọi là đệ tử của tôi, họ cũng không làm theo lời tôi nói. Mặc dù điều đó tốt cho họ, họ viện đủ mọi cớ, hoặc họ chỉ nghe cho vui. Dạ, thưa sư phụ, không phải ai cũng luôn chú trọng bất cứ điều gì tôi nói để mang lại lợi ích hơn cho họ và họ đạt nhiều công đức hơn, thăng hoa hơn. Có lúc tôi đến một vài nơi khác để ở. Họ còn mua cho tôi cả kem có mật ong trong đó. Ôi trời ơi, bảo quý vị biết, nói về chuyện thuần chay. Dạ, thưa sư phụ, người đẳng cấp thấp họ làm bất cứ gì. Ôi chao, dù đã thọ tâm ấn, cũng không bảo đảm rằng quý vị là người đẳng cấp cao. Như tôi đã nói rồi, tôi lãnh đệ tử tệ nhất trong tất cả đệ tử từ tất cả các vị minh sư. Dạ, thưa sư phụ, loại tệ nhất mà mọi người không muốn, không minh sư nào có thể lo liệu hoặc muốn lo liệu.